cài người của mình vào tổ chấm thi trắc nghiệm. Cơ quan cảnh sát khảo sát cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất khảo sát bổ sung cập nhật lần hai vụ án lợi dụng chức vụ nghĩa vụ và quyền lợi trong những khi thi hành công vụ, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tỉnh Hòa Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ý kiến đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó, 14 bị can bị ý kiến đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, riêng bị can Đỗ Mạnh Tuấn bị ý kiến đề nghị truy tố thêm tội nhận hối lộ. Còn bị can Hồ Chúc giáo viên trường Trung học Phổ thông Thanh Hà bị ý kiến đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Đỗ Mạnh Tuấn đồng ý, tiếp nối nói với Nguyễn Khắc Tuấn chuyên viên phòng khảo thí, biết. Sau khi bàn bạc, những bị can thống nhất, Nguyễn Quang Vinh có trách kế nhiệm sẵn sàng chìa khóa phòng chớ chấm bài thi trắc nghiệm, sắp xếp niêm phong cửa phòng chấm thi dễ tách bóc, khó bị phát hiện.